Tây Ban Nha đã thế nào trước Costa Rica? Đội hình Tây Ban Nha thi đấu trước Costa Rica nhiều khả năng sẽ là sự pha trộn giữa sức trẻ và kinh nghiệm, La Roja đang quyết tâm giành 3 điểm ở trận ra quân tại World Cup 2022. Ở bản đấu có sự góp mặt của Đức, Nhật Bản và Costa Rica, huấn luyện viên Luis Enrique tuyên bố Tây Ban Nha cần phải thi đấu với quyết tâm cao nhất nếu muốn vượt qua vòng bảng cựu huấn luyện viên Barca đánh giá cao ba đội bóng ở cùng bảng đấu với La Roja. Ở lượt trận đầu tiên, đội bóng xứ sở bò tót sẽ đụng độ Costa Rica. Được đánh giá cao hơn, Tây Ban Nha quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm, qua đó tạo đà tâm lý thuận lợi cho những trận sắp tới. Đội hình Tây Ban Nha thi đấu trước Costa Rica nhiều khả năng sẽ là sự pha trộn giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Huấn luyện viên Indrid có thể sử dụng sơ đồ 4-3-3 với Alvaro Morata, Pablo Sarabia và Ferran Torres trên hàng công, trong đó Morata chơi ở vị trí trung tâm. Ở hàng tiền vệ, kinh nghiệm của Sergio Busquets thực sự cần thiết và anh gần như chắc suất đá chính. Chơi bên cạnh cầu thủ sinh năm 1989 là Koke, người có khả năng công thủ hoàn hảo. Cái tên còn lại góp mặt ở hàng tiền vệ ba người là Petri, cầu thủ còn rất trẻ nhưng không hề thiếu kinh nghiệm thi đấu anh từng thi đấu nổi bật ở vòng chung kết Euro 2020. Ở hàng thủ, Paul Torres đá cặp trung vệ với Eric Garcia, hai cánh là bộ đôi giàu kinh nghiệm Jordi Alba và Seja Azpilicueta, trong khung gỗ Unai Simon vẫn được trọng dụng.